thưa quý vị và các bạn, khi bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện miền núi Như Thanh có xuất phát điểm thấp, hệ thống cơ sở tầng nông thôn còn thiếu và chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, bình quân tiêu chí năm 2010 của huyện mới chỉ đạt 5,25 tiêu chí một xã. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của toàn thể nhân dân, đến nay sau 10 năm thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Như Thanh đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Trong những năm qua, với phương châm xây dựng nông thôn mới, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc và dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Sơn Du đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, nhân dân đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường bê tông thôn xóm, kiên cố hóa giao thông nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi có phần đáng kể vào sự thay đổi diện mạo quê hương tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2014, sau khi về đích nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền xã Xuân Du tiếp tục chỉ đạo từng thôn huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, xã đã đạt 11 trên 14 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thôn 8 và 9 được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn 5 và 12 đang đề nghị công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Xuân Du phấn đấu được công nhận nông thôn mới nâng cao vào năm 2022 thôn tám đã đạt được một cái à, à, về đích được cái nông thôn mới kiểu mẫu à, cái này thì đối với đời sống nhân dân của trong à, thôn tức là cũng nâng cao về cả ý thức nâng cao về cả cơ sở vật chất kể cả vấn đề tức là à, trong cái hoạt động của từng gia đình tức là vườn à, cây rồi các cái điều kiện phát triển à, như thế là à, tức là ở nơi ở đây chúng tôi đã phát triển rất nhiều về vấn đề là cây cảnh, cây cảnh trong đó bên cạnh đó là các cái mô hình như thế là à, vườn cây, vườn hộ và cây ăn quả thì nói tóm lại mà nói thì trong cái đời sống của nhân dân thì nâng lên rất nhiều kể cả ý thức, kể cả thu nhập, kể cả các cái điều kiện cơ sở vật chất của của, của thôn tức là cũng như nhiều huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, ngay từ ngày đầu bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Như Thanh gặp nhiều khó khăn như địa bàn rộng, dân cư không tập trung, cơ sở tầng còn thiếu và yếu, sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn là kinh tế hộ nhỏ lẻ, phân tán và manh mún. Vì vậy, để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Như Thanh xác định phải tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân huyện đã vận dụng linh hoạt lồng ghép hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình dự án trên địa bàn, tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình. Đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Như Thanh huy động tổng giá trị nguồn kinh phí gần 2.000 tỷ đồng, trong đó nguồn lực từ nhân dân chiếm 61,57%, tiền mặt chiếm khoảng 22%. Bên cạnh nguồn ngân sách của tỉnh, huyện đã bố trí trên 209 tỷ đồng ngân sách huyện để hỗ trợ tiếp cho chương trình huy động nhân dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp đối ứng 1.300 tỷ đồng để thực hiện các dự án công trình. Các nhóm tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, xã được triển khai toàn diện. Huyện Như Thanh đã có một diện mạo mới và những con số ấn tượng. Bê tông hóa gần 646 km đường giao thông, cải tạo nâng cấp 73 công trình thủy lợi, xây dựng 92,85 km kênh mương, 10 chợ nông thôn, 8 trạm y tế xã, 162 phòng học, 141 nhà văn hóa thôn bản, 43 trạm biến áp và nhiều công trình hạ tầng khác. Xây mới cải tạo nâng cấp 5.658 nhà, vận động nhân dân hiến 55,4 hecta đất để xây dựng các công trình nông thôn mới. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nhi Thanh cũng tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Như thành xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2021, huyện đã thực hiện liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đạt 570 ha, trong đó mô hình liên kết trồng mía 135 ha với lợi nhuận đạt 25 đến 30 triệu đồng, liên kết sản xuất tơ ăn chăn nuôi là 425 ha, lợi nhuận đạt từ 50 đến 60 triệu đồng. Các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao ngày càng được phát huy và nhân rộng như mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Yên Thọ, mô hình trồng thức ăn xanh cho trang trại bò sữa trên 400 ha một năm, trang trại nuôi lợn nái ngoại sinh sản với quy mô 200 con, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả. Huyện cũng đã có 4 sản phẩm ô cốp 3 sao. Phát triển cây trồng với quy hoạch để nó tiện cho cái việc chăm sóc rồi là phun thuốc sâu bệnh rồi là chuyển giao khoa học kỹ thuật rồi là đưa cái sản phẩm nông nghiệp nó xanh nó sạch và có thương hiệu thì đây là một việc làm mà chúng tôi hiện nay là đang tập trung có thể nói là rộng rãi trên tất khắp trên cả xã không những là thôn kiểu mẫu mà tất cả các thôn đang đã và đang chuẩn bị làm thì đều được quy hoạch một bước tổng thể và có thể nói là cái thu nhập hàng năm cho bà con nhân dân là tương đối khá cao khá tốt ví dụ như cây đào, cây thanh long, rồi cây bưởi da xanh, bưởi diễn là những cây chủ lực mà chúng tôi đang tập trung hướng nhọn và đang hướng tới là sẽ ứng dụng công nghệ công nghệ cao và công nghiệp có thể nói là phấn đấu là Xuân Du sẽ là một đơn vị nông nghiệp xanh. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận cao của người dân, huyện Như Thanh đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới. Trung bình mỗi năm, các xã tăng thêm từ 1 đến 2 tiêu chí, nâng bình quân số tiêu chí của huyện lên 17,3 tiêu chí. Tính đến hết năm 2021, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 76 thôn nông thôn mới và 12 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Như Thanh tự đánh giá tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 đạt 4 trên 9 tiêu chí. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có tác động tích cực giúp nền kinh tế xã hội của huyện Như Thanh phát triển vượt bậc. Năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,5%. Quy mô giá trị sản xuất ước đạt gần 6.680 tỷ đồng. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 10,4 triệu đồng, đến năm 2021 đạt 43 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 5% một năm. Trước khi mà bước vào xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới của cái giai đoạn 2012 đến 2016, và giai đoạn thứ hai đó là 2016 cho đến 2020 thì đánh giá lại cái quá trình tổ chức thực hiện và nhìn lại cái quá cả một quá trình thì sau các cái lần phấn đấu thì cái diện mạo của Hải Long đã được đổi thay đặc biệt là trong phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân thứ hai nữa là về cơ sở hạ tầng và bộ mặt của nông thôn mới của xã đã được phát triển toàn diện. Nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền của xã. Năm 2022, huyện Như Thanh phấn đấu có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã nông thôn mới nâng cao, năm thôn đạt nông thôn mới và ba thôn đạt nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ huyện Như Thanh chỉ đạo quyết liệt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật mới vào sản xuất chuyển đổi cơ cấu mùa vụ cây trồng vật nuôi tích tụ tập trung đất đai để tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh cùng với đó huyện đã tạo cơ chế môi trường tốt nhất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông lâm nghiệp tăng cường tìm kiếm thị trường để liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp để hỗ trợ cho kinh tế hộ kinh tế trang trại phát triển làm cầu nối giữa người sản xuất với các doanh nghiệp các nhà khoa học đồng thời gắn phát triển hợp tác xã với chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp. À, với mục tiêu huyện Hiệp Thành đến năm 2024 là huyện đầu tiên của miền núi trở thành huyện nông thôn mới. thì Hiện tại chúng tôi đang còn 4 xã chưa về đích nông thôn mới, mà những cái xã này là đều là những xã 135, rất là khó khăn. À, tuy nhiên chúng tôi tập trung một số những cái biện pháp giải pháp đó là à, trước tiên phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để từ cấp ủy chính quyền và mặt trận tổ quốc các đoàn thể cũng như nhân dân hiểu rõ hơn mục đích ý nghĩa của cái công tác xây dựng thôn mới. Thứ hai là phải xây dựng cái kế hoạch một cách khoa học bài bản đầu tư có trọng tâm trọng điểm. À, cái thứ ba à, đây là phải tăng cường hơn nữa cái công tác lãnh đạo chỉ đạo để đổi mới cái phương thức lãnh đạo rồi là xây dựng nhiều những cái mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân vì người dân có thu nhập, có phát triển kinh tế thì mới có nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Những kết quả ấn tượng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Như Thanh đã mang lại sức sống mạnh mẽ và diện mạo khởi sắc, góp phần đưa địa phương trở thành điểm sáng ở khu vực miền núi và là tiền đề quan trọng để huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.